Rồi, bonsai anh Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Rồi, thân mời nhà mình ghé giao lưu, tham khảo một cây dúi quái nha. Dúi hay còn gọi là hòn anh mọc. Cây này khá là quái. Cây sống khỏe rồi. Này, rễ ra khá là nhiều rồi nha. Ở đây là chồi luôn nha. Ở đây là chồi nó lên nữa. Nếu mà mình muốn ấy nữa thì mình làm cái thằng này ra tiếp cũng được. Rất là quằn quèo, rất là quái nha. Thì thật ra cái đây là nguyên một cái bộ rễ của nó đó nha. Nguyên một cái bộ rễ của nó. Đó là cái thân chính ở đây nè. Đó, nhưng mà khi mà mình lật lại thì mình lấy một cái phần rễ này là mình làm đế rễ. Còn cái phần rễ còn lại là mình làm thân. Nhưng cái thằng dúi nó hay cái là cái phần rễ nó có thể nó lên mầm. Đó, như thế này. Thì nói chung là thằng dúi á, nhiều khi mình trồng ngược nó lại dễ sống hơn á. Đó. Đó thì trở thành một cây quái. Đó. Rất là hay. Cây này rất là VIP nha. Cây này rất là tương lai, cây quái. Cây sống khỏe rồi. Rễ khá là nhiều rồi nha. Này, rễ khá là nhiều rồi. Cái cây này á, cái hòn ngay chỗ đây là 51, cây cao từ mặt này lên trên ngọn đây là 95. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 90 x 50 nha. Đó. Cây này có mã số là 773. Mình gắn mã số để mình dễ tìm nha. Đó. Cái này bệ rễ này mình cứ dằn lên, mình nuôi tiếp cho những cái rễ này nó to ra, nó khỏe ra, sau này bắt đầu mình hạ xuống là nó trở thành những cái rễ nơm như thế này. Đó, nó rất là lực. Đó, cho nên là mình đó là một cái kinh nghiệm nha. Đó, ví dụ sau này những cái này nó ra rễ nè. Đó, sau này nó trở thành những cái rễ nơm như thế này nè. Đó, nó rất là lực cây nha. Đó, rồi sau này mình sẽ hạ xuống là mình sẽ thấy được một cái dàn rễ, đế rễ quái của cây này nữa. Đây nè, nó quằn nè. Nó quằn cái này rất là đẹp. Cây này là mình giao lưu không chậu nha. Còn nếu mà ở gần thì mình giao lưu có chậu, còn nếu mà ở xa thì mình giao lưu không chậu. Đó. Nhưng mà cái cây này á, trồng bằng két á, cho nên là cái tỷ lệ mà nó bám đất rất là ít nha. Nó bám két rất là ít. Đó. Cây này mình cũng mới tầm về thôi. Cho nên là khi mà mình rút lên á, thì nó có thể là nó rơi két đi nhiều. Bên mình sẽ áp sơ dừa thêm. Đó. Để mà giữ lại. Nói chung là cây này nó khỏe rồi. Dúi thì tầm này là nó quá khỏe rồi. Trừ khi mình bỏ bê nó như thế nào thì nó mới chết thôi. Chứ còn tầm này thì ok. Rồi, cây này nếu như mình ưng ý thì cứ inbox cho Sơn theo số điện thoại là 0911 470 409 luôn nha. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn. Cây khá là VIP. Đây. Thứ giữ nó nằm ở đây đây. Nè, cái co xoắn nè. Nó xoắn qua đây. Nó xoắn xuống như này, nó lên đây. Nó ôm một cái cành nhỏ đây nữa. Ồ, khá là VIP. Cây này mình cũng mới tầm về nóng hổi luôn nha. Nói chung là mình cả nhà ủng hộ mình thì mình sẽ cố gắng mình tầm nhiều cây đẹp để mà up giao lưu tham khảo. Nếu cây nào thì ưng ý mà hợp ví nữa thì mình ủng hộ, còn không thì cũng xem tham khảo vui vẻ nha, ủng hộ nhau giải khoai. Rất là đẹp luôn. Mình mới tầm được cây này mình mừng quá trời luôn cả nhà. Quá mê luôn. Cái xoắn của chỗ này rất là mê luôn. Rồi mình xem tham khảo nha. Nếu ưng ý thì cứ inbox cho Sơn theo số điện thoại xong vừa báo luôn nha. Rồi, Sơn thân chào và hẹn gặp lại như mình ở video gần nhất luôn.